cách mới để giúp đồng đội chiến thắng. Cập nhật mới ở Thiago và hệ thống hồi sinh, cập nhật ở Pochettino và một số trang trí cho mùa lễ hội. Tất cả và hơn thế nữa với bản cập nhật 14.1. Đầu tiên, chức năng giải cứu mới này đã có trong Battleground cho người chơi giải cứu người sống sót. Miễn là mục tiêu không quá khó tiếp cận hoặc đang hồi sinh, bạn có thể vác họ lên vai và mang họ đi theo mình. Khi đang vác người, không thể chạy nước rút hoặc nhảy, khả năng bắn không nhắm bị hạn chế, không thể dùng hồi máu hoặc lưu đạn, không thể khom người hoặc nằm sấp, nên hãy lên kế hoạch rút lui chuẩn chỉnh trước khi có ý định làm người hùng. Người được vác chảy máu chậm hơn bình thường, nhưng vẫn có thể bị súng đạn gây sát thương, hoặc là bạn cũng có thể vác kẻ thù, dùng họ như lá chắn sống. Chức năng vác người bổ sung yếu tố mới lúc giao tranh, nên chúng tôi rất mong được nghe ý kiến của bạn về chức năng mới này. Có thể bạn không thể đưa Todd đến chiến thắng, nhưng ít ra bạn có thể cứu anh ấy khỏi nguy hiểm. Tiếp theo, có nhiều thay đổi nhằm cải thiện bản đồ Thiago. Cập nhật cải tiến ở thế giới Thiago, giờ bạn có thể tìm ra thêm chỗ ẩn nấp ở khu vực miền núi phía bắc cung điện. Địa hình và độ cao vách đá ở phía bắc khu vực Bắc Sansa được nâng cấp, địa hình xung quanh trường được điều chỉnh và nhiều thứ khác. Hiện nay, khắp bản đồ có bình đựng vật phẩm dễ đập vỡ để bạn thỏa thú vui đập phá của mình. Khắp Thiago cũng có các khu đặc biệt được đánh dấu, có thể xuất hiện vũ khí độc quyền từ các Battleground khác, nên nhớ kiểm tra địa điểm trên bản đồ. Một điểm mới nữa của bản đồ là hệ thống hồi sinh nay có hình phạt cho người chơi bỏ cuộc và cải tiến ở giao diện người dùng, giúp người chơi hiểu rằng họ đủ điều kiện hồi sinh. Không chỉ mỗi Thiago có thay đổi ở bản cập nhật này, Pochettino cũng có thay đổi về địa hình. Với hệ thống thoát nước mới, thêm chỗ ẩn nấp, thêm hàng rào và điều chỉnh địa hình, nhà thờ cũng có một số thay đổi. Vì vậy, hãy ghé thăm và khám phá. Pochettino là thị trấn rất được yêu thích. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn về các thay đổi này. Bản cập nhật này có điều chỉnh cân bằng cho hai dòng xe Couple và Porter, trang trí và thời tiết kiểu Halloween ở Irangel, khẩu M416 cấp tiến kiểu Halloween và nhiều thứ khác nữa, nên nhớ kiểm tra patch note để biết thêm chi tiết. Bản cập nhật 14.1 đã ra mắt. Hãy nhập cuộc, chọn trang phục yêu thích và dẫn đội của bạn đến chiến thắng theo đúng nghĩa đen. Hẹn gặp lại ở Battleground.